Vidi. Sao tôi nó dặn dặn cái điện thoại lên đó, để bằng với da đi. Nhưng mà nhìn nhìn không được. Giờ đứng cái hướng. Về rửa mặt rồi thấy nhẹ đi bao nhiêu luôn á. Môi nó đòi về hả?
Bên xã gọi thì xuống làm căn cứ cho mua chưa? Thế xong trong cái có mì tôm trộn á à mà kì vậy cho chiên thay tử đi không đứng đây em đứng đây đi em đứng đây em mấy luôn ngoài luôn thay thấy tí và xuống để gần xuống tí nữa quay cầm hai tay cho chắc điện thoại xuống xuống một cái hạ điện thoại hạ xuống em đi sát gần tay em để điện thoại em thẳng người lên đó, thẳng người lên cho đĩa điện thoại xa đang ghim cái cho nó gần mà gần đĩa xa là nó bị mờ Mô ơi Mô ơi con xuống tủ lấy hộp sữa màu nâu cho mẹ đi kìa.
mẹ bị xây sẫm chóng mặt rồi kìa. Hộp sữa màu nâu á, to to á. Gần điện thoại lại, gần lại. Em nằm đợi tí nha em. Ừ, màu đen màu nâu, đưa cho mẹ uống đi kìa, mẹ bị tụt huyết áp rồi kìa. Quay bên trán đi, thẳng đi. Gần xuống, gạ xuống, hạ sát xuống chứ để lên mình. Tiền nhanh quá hề. Như này lần sau có đi lại nữa không chị? Khó chứ. Này ra em có 10 ngày đi lại. 10 ngày. Ừ. Chịu khó về vệ sinh da sạch sẽ kỹ tí. Đi đường đeo khẩu trang. Tránh bụi. Hạ xuống đi, hạ xuống cao quá rồi. Chưa quen á, lên lần là nó bắt đầu nó mờ á. Ủa là mẹ uống hay con uống? Xuống lấy cho mẹ cái cục bánh lương khô. Ăn đi cho nó lên, lấy cho mẹ cục lương khô ở trong tủ kia ban tủ sữa của anh Kim này. Đi tới mắt nó, nắng này tới mấy cái này thôi. Thôi, dùm lại, dùm xuống, dùm.